Rồi, chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh chị các bạn xem một cái mẫu nữa, đó là mẫu con chó robot anh chị các bạn. Thì mẫu con chó này nó sẽ có 3 màu. Một là màu xanh dương, xanh lá cây. Hai đó là màu trắng ha. Thì nó có sợi dây. Sợi dây nằm bên trong bọc này. Đây, đây là cái sản phẩm mình tháo bọc ra rồi ha. Thì ở đây nó dùng 3 viên pin chị các bạn, 3 viên pin ha. Cái đuôi thì đuôi nằm gờ anh chị các bạn ha, đuôi nằm gờ. Về chúng ta sẽ lắp ráp vào đây. Đó, nó sẽ về cái nắp pin chúng ta đậy vô đây ha. Chúng ta sẽ kèm theo một cọng dây dẫn nữa. Dây dẫn này chúng ta buộc trên lưng, buộc ở đây anh chị các bạn. Rồi sản phẩm này khi lắp 3 nhân pin vào thì chúng ta mở công tắc lên ha. Mở công tắc lên. Chúng ta bật. Ủa, con tháo pin ra rồi. À, lắp 3 nhân pin vào ha, rồi chúng ta để nắp lại. Bật công tắc lên ha thì cho nó sửa. Sản phẩm có đèn nè, một đèn đèn lưng, hai là đèn ngay cái đầu con chó ha, ba đèn đuôi, bốn là đèn ở dưới này đó anh chị bạn, đèn dưới này nha, đèn dưới này, năm nữa con, năm đèn nữa, đây, đèn có mát nữa.